Cô thân ái chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 9 trên trang web olm.vn Nhiễm sắc thể và bộ nhiễm sắc thể Trong video trước thì cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu nội dung đầu tiên Nhiễm sắc thể Đến với video này thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ hai Bộ nhiễm sắc thể Gene nằm trên nhiễm sắc thể tại một vị trí gọi là locus của gene. Trong nhân tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể sẽ tồn tại thành từng cặp tương đồng. Do đó, gene tồn tại thành từng cặp allele. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ thông qua hình ảnh này đúng không nào? Đây chính là locus với hai allele giống nhau. Còn ở phía dưới là locus với hai allele khác nhau vừa rồi thì chúng ta có nhắc đến tế bào sinh dưỡng và cặp nhiễm sắc thể tương đồng thì tế bào sinh dưỡng là loại tế bào không tạo ra giao tử nó chỉ tham gia vào quá trình sinh trưởng giúp cho tế bào lớn lên còn cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cặp nhiễm sắc thể có cùng hình dạng kích thước và cấu trúc trên đây chính là hình ảnh của cặp nhiễm sắc thể tương đồng đấy nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy trước bên trái thì có màu tím còn chiếc bên phải thì có màu đỏ. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Lý do bởi vì chúng có sự khác biệt về nguồn gốc. Một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố, còn một nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ. Vì vậy, người ta đã sử dụng màu sắc để đánh dấu đấy. Ví dụ, đây là các nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng của ruồi giống cái. Em hãy quan sát thật kỹ và cho biết trong hình ảnh này có bao nhiêu cặp nhiễm sắc thể tương đồng? Đúng rồi. Trong hình ảnh này có 4 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Đây là cặp thứ nhất. Cặp thứ hai. Cặp thứ ba. Và cặp cuối cùng có nhiễm sắc thể hình hạt. Bộ nhiễm sắc thể là tập hợp các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào của một loài. Cô mời kem quan sát hai hình ảnh trên đây. Hình ảnh thứ nhất là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội, còn hình ảnh thứ hai là bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Dựa vào hình ảnh này, kết hợp với việc tìm hiểu thêm thông tin, em hãy nêu những điểm khác nhau giữa bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội và bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Chúc mừng kem, các các em đã trả lời đúng rồi đấy. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là bộ nhiễm sắc thể chứa hai nhiễm sắc thể của mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng, được ký hiệu là 2n. Còn bộ nhiễm sắc thể đơn bội là bộ nhiễm sắc thể chỉ chứa một nhiễm sắc thể của mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng, được ký hiệu là n. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội thì có ở tế bào sinh dưỡng, còn bộ nhiễm sắc thể đơn bội thì chỉ có ở tế bào giao tử. Vận dụng những thông tin vừa rồi, Em hãy xác định số lượng nhiễm sắc thể trong giao tử của mỗi loài sinh vật dưới đây. Chính xác. Trong các giao tử thì mỗi cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng chỉ còn lại một chiếc. Vì vậy, số lượng nhiễm sắc thể ở giao tử sẽ giảm đi một nửa. Do đó, tế bào giao tử ở người có 23 nhiễm sắc thể. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có tế bào giao tử ở tinh tinh là 24. Ở gà là 39. Ở cà chua là 12. Tiếp tục là tế bào giao tử ở ruồi giấm, đậu Hà Lan, ngô, lúa nước và bắp cải lần lượt sẽ là 4, 7, 10, 12 và 9. Nhìn vào bảng thông tin này thì chúng ta có thể đưa ra nhận xét. Các loài khác nhau thường có số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể khác nhau tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy cà chua và lúa nước có số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể giống nhau vậy thì đúng hay sai khi nói rằng cà chua và lúa nước cùng có chung một bộ nhiễm sắc thể rất tốt cà chua và lúa nước có số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể giống nhau tuy nhiên hình dạng và cấu trúc của các nhiễm sắc thể ở hai loài này là khác nhau. Vì vậy, chúng ta mới có thể phân biệt được đâu là cà chua, đâu là lúa nước. Như vậy, mỗi loài sinh vật có một bộ nhiễm sắc thể riêng, đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc của nhiễm sắc thể. Các cá thể cùng loài đều mang bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài. Ví dụ, các giống ngô thì đều có bộ nhiễm sắc thể là 2N bằng 20 hay nhiều giống chó nhà được nuôi ở nhiều nơi trên thế giới đều có bộ nhiễm sắc thể 2n bằng 78. Nhìn vài ảnh trên đây, em có biết đây là bộ nhiễm sắc thể của loài nào không? Đúng rồi, đây chính là bộ nhiễm sắc thể của con người. Cụ thể hơn là của nữ giới, vì ở đây có 23 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể thấy, sự khác nhau về số lượng nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội giữa các loài sinh vật sẽ không phản ánh được sự khác nhau về mức độ tiến hóa giữa chúng. Ví dụ, gà có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n bằng 78. Trong khi đó, ở người, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n bằng 46. Như vậy thì số lượng nhiễm sắc thể của gà lớn hơn so với số lượng nhiễm sắc thể của con người. Từ đây thì chúng ta không thể đưa ra kết luận. Gà thì tiến hóa hơn so với con người đúng không nào? Đặc trưng cuối cùng, bộ nhiễm sắc thể của các loài có thể giống nhau về số lượng nhiễm sắc thể, nhưng hình dạng và cấu trúc của chúng thì sẽ khác nhau. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các em cần ghi nhớ nội dung chính sau đây. Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng về số lượng, hình dạng và cấu trúc. Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội có chứa các nhiễm sắc thể tương đồng, mỗi cặp gồm hai chiếc. Bộ nhiễm sắc thể trong các giao tử là bộ nhiễm sắc thể đơn bội, có số lượng nhiễm sắc thể giảm đi một nửa so với tế bào sinh dưỡng. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh học trực tuyến olm nhé. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.